Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng thi thứ hai. Vòng này có tên là Cùng Đối Đầu. Bởi vì đây là cái vòng đối đầu, mỗi đội sẽ cử một người lên vị trí của chiếc két sắt đứng ở đó. Anh sẽ đọc câu hỏi cho từng đội để các bạn trả lời. Và các bạn sẽ nhìn lên trên màn hình này, ở đó sẽ hiển thị cái đáp án. Nhưng mà đáp án đã được thay đổi vị trí của các chữ cái, cho nên mình nhìn vô y như một cái dãy mật mã, một cái dãy ký tự lộn xộn. Và phải dựa vào cái câu hỏi của anh, nó xem như là một cái lời gợi ý để đoán ra đáp án là gì. Nếu như các bạn trong 15 giây mà không có đáp án hoặc trả lời sai, chiếc két sắt sẽ lại rơi xuống. Chúng ta sẽ lại có mặt trong căn phòng trống như bị cô lập vậy đó. Và thành viên còn lại sẽ lên thay thế. Vòng chơi này sẽ kết thúc khi một trong hai đội chơi không còn thành viên nào cả. Các bạn rõ chưa? Ai? Ai lên trước bên tiền nè? Em lên. Vậy để em giữ cho anh lại sao? Đội của em để lên trước. Đạt, bên đây tiền đúng không? Em nhường. Thôi, nhường em gái hả? Phương. Dạ. Phương và Đạt, mời hai em vào vị trí. Phương sẽ là người trả lời trước em nha. Dạ. Tên của làng gốm nổi tiếng ở Hà Nội bắt đầu. Bát Tràng. Chính xác. Làng gốm Bát Tràng quá nổi tiếng rồi. Đạt, tới em đây. Bình tĩnh, bình tĩnh nhé. Con gì chắc lưỡi là đà vách phên? Bắt đầu. Con thằng lằn ạ. Thằng lằn, chính xác. Phương, câu hỏi dành cho em. Quốc gia Nam Mỹ là vùng đất của thi nhân? Bắt đầu. Chile. Đó là Chile. Có 5 chữ cái à, cho nên là cũng hơi dễ đoán. Bởi vì mấy câu đầu mà, giống như là mình làm nóng khởi động vậy thôi. Từ từ mới khó. Hai đội trưởng muốn thi sao chứ gì. Các em sẽ gặp những câu hỏi cực kỳ hóc búa cho xem. Tới phiên bạn Đạt nè. Một tác phẩm về tình cha con cao đẹp của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Bắt đầu. Chiếc lược ngà. Chính xác, chiếc lược ngà. Em đọc tác phẩm này chưa? Dạ rồi ạ. Rồi, hèn chi, nhanh quá trời, vừa mới nói lên cái đáp án liền lập tức chiếc lược ngà. Quay lại với Phương. Món ăn miền Bắc nổi tiếng được miêu tả là bửu vật đất Thăng Long. Bắt đầu. Bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội, chính xác. Món quen thuộc quá đúng không? Em ăn món này chưa? Dạ. Ở trong Nam mình cũng có rất là nhiều những cái quán ăn Hà Nội với cái món này, bún chả Hà Nội đặc sản, mà ai ra Hà Nội hầu như cũng phải ăn cái món này một lần vậy đó. Ủa, nhắc tới đói bụng quá Linh. Nè, tới em nè Đạt. Con chuột gì có đuôi trên đầu không thể tự di chuyển được? Bắt đầu. Chuột máy tính. Chuột máy tính, chính xác. Hay vậy ta. Cái này là em nhìn vào cái dãy ký tự đó, em ráp chữ hay làm dựa vào câu hỏi? Dạ, dựa vào câu hỏi với lại mấy cái chữ ở trên á. Ừ. Này, tới phiên Phương. Ngang tài ngang sức nha. Quốc gia châu Phi nào từng bầu cựu danh thủ bóng đá làm tổng thống? Bắt đầu. Liberia. Liberia, chính xác. Quá hay vậy. Em biết cái thông tin này hay là cũng là do em ráp chữ? Dạ, thật ra là em nhìn, em đoán Đạt cái thằng này. Đạt tới em. Cái gì một vệt ngang trời thoát rơi biến mất? Bắt đầu. Mưa sao băng. Mưa sao băng, chính xác. Ôi, có khi nào mà hai người này chơi hết nguyên bộ đề câu hỏi tu không trai? Thôi, rồi xong tụi em sao anh? Hai đứa em sợ không có cơ hội lên luôn á. Thiệt dạ. Luôn á. Quay lại với Phương, tiếp tục giữ phong độ em nha. Cố lên em. Người bảo vệ biên giới thường được gọi tên là gì? Bắt đầu. Bộ đội biên phòng. Yeah. Chính xác, bộ đội biên phòng. Quá giỏi. Đạt tới em. Người cũng xuất hiện trong phim nhưng không ai biết mặt. Bắt đầu. Đạo diễn. Sai. Đạo diễn sân khấu. Sai. Diễn viên. Diễn viên lồng tiếng. Sai. Diễn viên, đạo diễn. Sai. Đó là diễn viên đóng thế mà chúng ta hay gọi là cascader đó. Như vậy là bây giờ đội trưởng Lê Xuân Tiền sẽ vào đây để đấu cùng với đội trưởng Từ Linh. Mời em.
Hả? Cố lên. Có giao hữu nữa hả? Trời ơi, anh ơi. Em ơi, bạn bè bên ngoài đời thôi. Bây giờ vô đây là đối thủ của nhau, nghe. Bạn ơi, sorry. Đó, em hãy nghĩ đến cái nồi bún mắm của đội em. Đúng rồi, em quên mất. Nghĩ đến cái nồi bún mắm của đội em, nha. Lên tới em đây. Đây là món ăn đặc sản của tỉnh Quảng Ninh. Bắt đầu. Bánh cá à? Sai. Bánh gật gù. Chính xác. Em có biết bánh này không? Em không mà em nhầm chữ nãy giờ trên đó giờ. Tức là nhìn cái chữ cái và đoán ra, tưởng là em lên đường rồi đó. Tiền bây giờ tới em đây. Một nhà thơ, nhà văn, đồng thời cũng là nhà soạn kịch Việt Nam. Bắt đầu. Hết giờ. Đó chính là Lưu Trọng Lư. Câu này khó quá anh. Thì anh nói mà, câu hỏi càng về sau sẽ càng khó. Chúc mừng Tường Linh, em là người giành chiến thắng cho đội của mình. Mời em bước ra phía trước. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đặc biệt của chương trình. Và vòng này có tên là Được hay Mất. Em đã giúp cho đội của em mang về được 17 triệu đồng rồi. Sẽ là cơ hội để mang về thêm một cái két sắt trị giá 50 triệu đồng nữa. 5 câu hỏi em phải trả lời trong vòng 90 giây. Dạ, yeah, ok. Mời em vào vị trí. Chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc két sắt 50 triệu đồng có mang về được cho đội hy vọng hay không? Hy vọng Tường Linh sẽ làm được điều này. Câu số 1. Quốc gia nào đã giành giải phim xuất sắc tại Liên hoan phim thiếu nhi quốc tế châu Á 2019? Bắt đầu. Việt Nam. Chính xác. Tại sao em nghĩ ra ngay là Việt Nam? Hình như em có đọc một tờ báo, em thấy Việt Nam mình được giải trên cái Liên hoan phim nó cũng nhiều. À. Câu số 2 sẽ là một câu hỏi về con số nha. Nhà hát Opera Sydney có phòng biểu diễn lớn nhất có sức chứa bao nhiêu chỗ ngồi? Bắt đầu. 1.000. Lên. 2.000. Lên. 3.000. Xuống. 2.555. Lên. 2.779. Xuống. 2.676. Lên. 2.699. Xuống. 2.689. Xuống. 2.679. Chính xác. Này là con số lẻ cho nên cũng khó lắm nha quý vị. Ủa mà tại sao em nghĩ cái tới con số đuôi là số 79 vậy? Em thích số 79. Số đẹp. Dạ. Em cũng hay đặt mấy cái password của vali em này kia toàn là 68 hoặc 79 cho nên em bị quen á. Mỗi lần mà đọc cái số gì hay là đặt một cái gì bất ngờ thì em cũng 79. Nhờ em mà bây giờ mọi người biết cái số password vali của em là số 79. Về đổi số đi nghe. Câu số 3. Quốc gia nào cấm người dân nhai kẹo cao su? Bắt đầu. Singapore. Chính xác. Rất nhanh, rất nguy hiểm. Cái đó là em nghĩ ai cũng biết hết á. Không hút thuốc, không nhai sinh gươm. Hút thuốc sẽ có một cái khu vực riêng. Ai đi Singapore rồi ta mới biết, hoặc là ai tìm hiểu thông tin nhiều mới biết. Đọc báo cũng biết mà. Thì đó, ai tìm hiểu thông tin nhiều sẽ biết. Còn em đi Singapore chưa? Dạ em đi rồi. À, từ năm 1992 thì đã có cái lệnh này rồi. Nhưng mà đến năm 2004 thì cái lệnh này á, nó có giảm đôi chút xíu. Người ta cũng có cho phép nhai kẹo xinh gớm, tức là kẹo cao su á. Khi mà nhai thì nhai, nhưng mà sau đó người ta sẽ phải bỏ vào trong cái tờ giấy và bỏ vào đúng cái nơi quy định như là thùng rác. Chứ mà lỡ mà vô ý phun bậy bạ ngoài đường hay là xong rồi vôi rồi tét đâu đó là bị phạt tiền lắm luôn á. Nhưng mà đó cũng là hạn chế thôi. Cho nên là nhờ vậy thì rất là sạch. Đây, câu tiếp theo. Câu về con số. Năm 2019, chiếc tàu điện của Nhật Bản phá vận tốc kỷ lục mới là bao nhiêu km/h? Bắt đầu.
ngàn hai. Xuống. Ngàn. Xuống. 800. Xuống. 600. Xuống. 400. Xuống. 350. Lên. 306. Chính xác. Đi chợ trả giá giỏi lắm phải không? Chính xác anh. Nó trả giá là dính luôn phải không? Chuyên giả giá. Em còn 41 giây và chỉ còn có một câu nữa thôi Linh ơi. Chiếc két sắt 50 triệu đang sẵn sàng chờ đợi em và những người bạn của mình. Đợi chị, đợi chị. Đợi chị, có lên nào chị. Câu cuối cùng. Kênh Chanel là tên cũ của con đường nổi tiếng nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Bắt đầu. Kênh gì anh? Kênh Chanel là tên cũ của con đường nổi tiếng nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Em đoán đại nha, Nguyễn Du, Baxter. Sai. Nguyễn Du, Baxter. Sai. Lý Tự Trọng. Sai. Lên Tôn, Nam Kỳ Sai. Khởi Nghĩa. Từ từ, từ từ. Lên Tôn. Sai. Lý Tự Trọng. Sai. Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Sai. Nhanh lên, nhanh lên. Nhớ con đường nào đọc tiếp. Nếu không dừng lại. Baxter. Sai. Cao Bá Một và Cao Bá Nhạc. Sai. Và Thị Bưởi. Nếu không biết thì dừng lại. Sai. Tô Hết Tùng. Sai. Hết giờ. Trời ơi, tiếc quá quý vị ơi. Chỉ còn có một cái câu này nữa thôi. Mà cái thời gian dành cho câu này là tương đối nhiều đó. 41 giây, tức là gần phân nửa cái thời lượng tổng 5 câu luôn. Mà rất tiếc Linh đã không kể được tên của con đường này. Tại vì cái tên cũ thì đúng là nghe nó hơi xa lạ, thì kênh Channel. Nhưng mà nói rằng cái hú hồn liền nè. Cái chỗ nào mình hay đi bộ thì là chỗ đó đó. Là đường Nguyễn Huệ.